gì cứ bỏ tay ra. Đến phòng cái gì? Đây nhá. Hả? Hôm nay cả cái khách sạn này còn mỗi một cái phòng này thôi. Ừ. Nhưng mà may là phòng 2 giường. Ừ. Em một giường, anh một giường. Ừ. Em giường bên trong, anh giường bên ngoài. Đêm nay không được đứa nào sang giường đứa nào. Đứa nào mà đi sang giường của đứa nào thì đứa đấy là con chó nhá. Ok luôn, sao đâu. Chói, chói, sợ gì. Ui, hết rồi. À Quỳnh ơi, hôm qua ấy, anh nghe thấy một tiếng chó sủa ở phòng em sao ấy, lạ lắm. Ừ, phòng em có tiếng chó sủa nhỉ? Tiếng chó sủa như người ấy. Làm gì nhỏ, làm gì có tiếng chó sủa nào nhỉ? Hôm qua em ngủ say cả đêm mà, có con chó nào vào phòng em đâu. Nó cứ sủa không? Anh nghe như tiếng người, lạ thật đấy. Xạo chó, xạo chó. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có bỏng điêu.